Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu được một chiếc kẹp nha. Chiếc kẹp này nó được làm bằng nhựa mọi người ạ. Họa tiết của nó rất là xinh luôn mọi người ơi, với màu sắc là màu trong suốt của nhựa và các họa tiết vẩy sơn đen như thế này mọi người nha. Đây mọi người này, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Nhìn chiếc kẹp này rất là sang nha mọi người. Đơn giản nhưng rất là sang mọi người ạ. Chiếc kẹp này thì nó được làm bằng nhựa mọi người nha, với 16 chiếc răng đan xen kẽ nhau như thế này mọi người nha, thì nó sẽ giữ tóc của mình rất là chắc nha, mọi người. Và chất liệu của nó được làm bằng nhựa nên là nó khá là nhẹ mọi người ạ. Khi mà nó nhẹ thì khi mà mình kẹp lên đầu thì nó sẽ làm cho đầu mình bớt đau hơn nha, nó sẽ không bị nặng hay nó sẽ không bị khó chịu ở khi mình kẹp tóc ấy. Đây mọi người, dùng thì cũng rất là dễ mọi người ạ, mọi người chỉ cần mở nó ra mọi người này và mọi người kẹp lên tóc như thế này thôi nha. Đây, rất là xinh. Ở đằng sau này mình cũng kẹp một cái, ở đây thì mình kẹp thử cho mọi người xem nha. Cái này thì nó rất là hợp cho mùa hè mọi người ạ, hoặc là mỗi khi các bạn đi tắm này, tóc bạn dài thì bạn có thể sử dụng cái kẹp này để các bạn kẹp gọn tóc lên để mọi người sử dụng nước đi tắm cho mọi người nha. Đây, rất là đẹp. Cái này thì nó được làm bằng nhựa nên là các bạn khi mà sử dụng thì các bạn cẩn thận, không mà nó rơi nó sẽ bị gãy cái răng này mọi người này. Khi nó gãy cái răng này thì các bạn vẫn kẹp được thôi, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ của chiếc kẹp đó mọi người. Màu là màu nhựa trong suốt và có vẩy sơn đen nha mọi người nha, rất là xinh mọi người ạ. Kiểu dáng của nó khá là đơn giản thôi, nó không thêm cái gì cả, nhưng mà nhìn nó vẫn cứ rất là sang nha mọi người. Nó mở được miệng rất là to thì cái này thì mình có thể sử dụng cho được cả tóc dày mọi người nha. Còn khi mà tóc mà xưa quá như của cái tóc của các bé thì mình không sử dụng cái này được, cái này thì nó to quá so với các bé mọi người nha. Cái này thì các bạn sử dụng cho những cái bạn nào mà tóc dài, tóc dày, kẹp gọn lên mọi người. Mùa hè này nắng nóng thì mọi người ai cũng nên cần phải có một chiếc kẹp như thế này để người kẹp tóc mỗi khi mà đi ngồi ngoài trời mọi người nha. Ngồi trong nhà mà quạt không đến nơi hoặc là quạt mà nó vẫn cứ không mát được đấy mọi người. Nên là mọi người có thể sử dụng đến cái sản phẩm này, nó sẽ làm tóc ra này, làm tóc của mình rất là gọn. Và đây là trên đầu mình cũng đang kẹp một cái nha. Hay ở nhà thì mùa hè mình cũng sử dụng cái này, dùng để kẹp tóc lên cho nó mát đấy mọi người. Rất là xinh luôn mọi người ạ. Mọi người có thể mua sản phẩm này ở ngoài chợ này, ở các siêu thị này, hoặc là các bạn có thể mua ở trên Shopee. Khi các bạn không có thời gian đi mua đồ thì các bạn có thể lên Shopee và gõ kẹp tóc thì mọi người nói thì nó sẽ ra phân loại này cho mọi người nha. Rất là xinh mọi người. Quá thì chớ với em thôi, em cũng vậy. Em cho chú 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 chú. Hả? Giá của chiếc kẹp này nó có giá là 20.000 cho mọi người. Mọi người có thể mua được cái sản phẩm này rất là nhiều nơi mọi người ạ. Vì bây giờ nó bày bán cũng khá là rộng rãi mọi người, rất là tiện.
rất là xinh luôn mọi người. Ở đây thì nó có một cái lò xo mọi người này. Chiếc lò xo này thì nó dùng để cố định hai cái đầu này vậy với lại với nhau, với lại nó dùng để mở ra mở vào mọi người nha. Dùng lực nén để ra để vào như thế này nha. Đây là nguyên lý hoạt động của chiếc kẹp cho mọi người. Rất là xinh mọi người ạ. Mình có thể sắm cho mình một chiếc có sẵn trong nhà nha, rất là thuận tiện cho những bạn tóc dài và dày. Cặp gọn nó lên để đi tắm, cặp gọn nó lên cho nó mát, rất là tiện luôn mọi người ạ. Giá thành của nó cũng khá là rẻ thôi mọi người ơi. Mọi người có thể mua cái này với cái giá là từ 20 đến 25 nghìn tùy nơi bán nha mọi người. Và màu sắc của nó cũng khá là đa dạng mọi người ạ, rất là đa dạng màu sắc và mẫu mã. Các bạn có thể lựa chọn màu sắc thích hợp với lại sở thích màu của mình nha. Rất là xinh. Video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Xin chào tất cả mọi người.